Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp Yo, mời các bạn đến sân cầu lông để xem trận cầu lông 3-3 giữa hai đội. Chắc mọi người cũng không biết tên mấy cái long thủ này đâu, phải giới thiệu thôi. Phía xa phía bên kia áo hồng ở trên là Minh Ngọc, áo đen là Hồng Thắm, còn cà rốt là Quốc Cương. Còn phía gần đây đang lượm cầu là Sở Khanh, còn áo hồng gì đây là Thí Liễu. Người mới ra tay đập cú vừa rồi là Trung Lưới. Tỷ số nhiêu rồi? 4-0. Theo nhận định của giới cá độ cá cược thì là phía bên kia Cường Thắm Minh Ngọc là mạnh hơn. Kèo là ở bên kia là đặt 1 ăn 8, còn bên này là đặt 8 ăn 1. Bên kia là đặt 8 ăn 1, còn đội gần này là đặt 1 ăn 8. Bỏ nhỏ hay quá. Vô. Nhiều. 1-6. Nghiêng về cái đội gần này. Ngoài 2-6. Minh Ngọc treo cao. Sở Khanh hay quá Ngọc ơi. Hay thiệt. Đụng lông là không tính. Cương. Hay quá. Đội phía xa đã bắt nhịp được rồi.
Sở Khanh, trời ơi, Minh Ngọc vừa rồi nó làm gì vậy? Hay vậy, quýnh luôn. Hay quá. Đội phía bên kia, đội phía xa đã bật chế độ tinh tế lên rồi. Rồi, Cương, ăn luôn. Đúng rồi. Bốn mấy đây? 47. Cương, đập luôn. Cương, đập luôn Cương ơi. Đập Cương. Đập Cương. Xong đập Cương. Đập Cương. Cương. Ờ, cuối cùng thì Sở Khanh cũng đã phá hoại rồi. Bao nhiêu rồi? 5, 8. Không phải. Đập luôn, đập luôn. Đập luôn. Đập luôn Cương. Đúng rồi. Ủa? Nói hồi cuối cùng mình đọc nhầm hả? 87 rồi hả? 87. Vô. Cương. Quýnh luôn. Quýnh luôn Ngọc. Quýnh. Quýnh. Tâm đều. Sở Khanh giao cầu. Quýnh Thẩm ơi. Quýnh luôn. Chuẩn bị. Chuẩn bị quýnh nào. Quýnh nè. Quýnh nữa. Quýnh nữa. Quýnh nữa. Quýnh nữa. Nữa. À trời ơi. Quýnh nữa nhưng mà phải vô sân với quýnh ra ngoài vậy cha. Chín. Tám. Chín đều. Giao cho Lật luôn. Giao ra ngoài cái xứ luôn. Đúng rồi. Cương. Hay quá. Hay quá. Chúc tôi cơ luôn. Như vậy là với chuyên gia nhận định cũng không sai tí nào. Hiện tại đang là 19. Tỷ số đang nghiêng về cái đội hồng đen cam này. Quên nữa con. 19. Thừa thắng xong lên luôn. Nhào lên. Thừa thắng xong lên. Đâu rồi? Trời ơi, 0-1. Bên này nó có một điều là khá bất lợi vì gió đó nha. Đội của bên kia, đội của Sở Khanh cũng không có phải là ở đâu đang là lợi thế vì gió đấy. Ao luôn. Ao luôn. Cái gì vậy? 3 rồi. 3-0. Quýnh. 1-3. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận cuối lửa. Quýnh cho Sở Khanh nè. Quýnh Sở Khanh. Quýnh luôn. Quýnh. Ừ. Sở Khanh là suốt ngày đi lừa ta. Cuối cùng á hả, Sở Khanh bị cầu lăn qua người đỡ không được luôn. Rồi Cương. Cương. Hay vậy. Hay quá đi. 5. Quýnh Cương. Quýnh luôn Cương. Quýnh Cương. Ừ. Hay quá. Hôm qua áo hồng nó đã nghỉ một ngày lên núi nó luyện rồi mà. Quýnh luôn Cương. 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 Cương luôn. Cương. Trời ơi Cương ơi. Sao mà Cương lại như vậy? Quên. Quên. Quên nữa. Trời ơi Cương ơi. Sao vậy Cương? 3 mấy rồi? 36 ha. Quên 5. Quên luôn. Ừ. 73. Giao cầu khó luôn Thám ơi. Giao cầu khó luôn. Kiếm thêm điểm nữa chắc chắn rồi. Rồi Cương chuẩn bị. Đập. Đập luôn. Ao luôn. Ao đập đi vậy thôi chứ. 8. Giao khó luôn. Ừ. Cương. Cương. Cương luôn. Cương. Cương luôn Cương. Cương. Trời ơi. 48. Sở Khanh giao cầu. Còn Sở Khanh nè. Sở Khanh nè làm gì? Sở Khanh. Sở Khanh giao dễ. Sở Khanh giao dễ kìa. Quên.
đi. Ê, trời ơi, tiếc quá đi. Quên. Mày không thấy lại nè. Trời ơi, phạt cầu được không? Được. Chín. Chỉ có pha bắt cầu. Chết. 9-5. Rồi, Sử Khanh. Trời ơi, Sử Khanh đã nói Sử Khanh là phải cẩn thận. Khanh. Quỳnh Thâm. Cẩn thận. Cường đập đi. Đập luôn. Đập luôn, đập. Đập luôn. Ừ. Đập luôn. Ừ. Như vậy là đúng như chuyên môn đã, giới chuyên môn đã nhận định nha. Cái đội hồng đen với lại cà rốt đã thắng. Còn đội là Sử Khanh trung lưới với lại Thị Liễu. Thua. Bây giờ trận tiếp theo mới là siêu kinh điển nè. Tại vì nó có một cái anh áo xám, anh sẽ vô quánh. Mọi người chuẩn bị xem nha. Còn hồi nãy là chẳng qua là giống như của Vũ thôi, đội của Vũ múa múa thôi. Chưa có là cao thủ, bây giờ cao thủ mới vô nè. Giờ chơi đi, chuyện mệt rồi đó. Đánh chơi cao thủ. Cường, Cường vô đi Cường, Ngọc Mỹ, Dán Cường. Vô đi. Luôn.
cửa phá khóa cửa. Yeah.
gì mà ăn ngay cấm, mà đang ngay cấm mà ăn cái gì xuống hợp xuống liễu. Ôi, chắc cái này. Đi đây. Ăn cái gì mà ăn cái gì. Ăn cái gì. Sáu đêm. Đây, sáu đêm ăn nè. Hợp xuống liễu, hợp xuống liễu. Đây nè. Ừ. Hợp xuống liễu. Trời ơi.